Chào các bạn, trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu một số kỹ thuật đặc biệt của người chỉ huy. Mà có thể nói, với những kỹ thuật này người ta có thể phân biệt được đâu là một người chỉ huy có được huấn luyện chính quy, được đào tạo bài bản và đâu là một người chỉ huy không chính quy. Chúng ta bắt đầu với kỹ thuật điều khiển đảo phách, tức là syncopation, mà chúng ta quen gọi là những cái syncope. Có 3 cách khác nhau. Thứ nhất là cách thông thường. Cách thông thường chúng ta vẫn đánh nhịp bình thường. Tôi lấy ví dụ đây, tôi đang đánh nhịp 4 phách. Chúng ta đánh nhịp 4 phách với biểu đồ bình thường và tốt nhất là nên dùng biểu đồ non-expressivo. Ở những chỗ có đảo phách, chúng ta hơi nhấn một chút. Với cách này, chúng ta dùng cho ở những đoạn nhạc có nhiều đảo phách nằm liền nhau. Chúng ta thực hành với tác phẩm sau đây, Hãy nói lời yêu thương. Một đoạn nhạc gồm rất nhiều cái đảo phách nằm gần nhau. Hãy nói và sống lời yêu thương, dù mình đang đi chung con đường. Hãy nói và sống lời yêu thương, dù hôm nay không nhìn chung hướng. Sống lời yêu thương để lời Ngài phù kín nơi ta. Hãy nói và sống lời yêu thương, tình anh em sống chung một nhà. Cách thứ hai để diễn phân phách chúng tôi gọi là kỹ thuật hot stuff. Stuff là cái lò, cái bếp. Hot, nóng, giống như chúng ta chạm phải một cái vật nóng, chúng ta dội tay ra. Tôi lấy ví dụ ở nhịp 4 phách. Nếu gặp đảo phách ở giữa phách 1 và phách 2, chúng ta sẽ làm như thế này. 1 và 1 và 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đó là đảo phách ở giữa 1 và 2. Bây giờ nếu đảo phách nằm ở giữa phách 2 và phách 3. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Bây giờ nếu đảo phách nằm ở giữa phách 3 và phách 4. 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tức là chúng ta giống như chạm phải một cái vật nóng, chúng ta rút tay lại. Bây giờ đảo phách giữa phách 4 và phách 1. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Chúng ta sẽ làm quen với kỹ thuật hot stuff trong một ví dụ sau đây, đó là bài Đường Thánh Giá ở nhịp 3 phách. Và cái đảo phách nó sẽ nằm ở giữa phách 1 và phách 2, tức là 1 và 1, 2, 3. 1, 2, 3. Giống như chúng ta chạm phải một cái vật gì nóng. 1, 2, 3. Xin các bạn bắt đầu. Thánh giá mang trên hai vai chính là tình Chúa yêu con. Gắn về bước chân đi qua, ba lần Ngài đã gục ngã. Tiếp theo là một tác phẩm ở nhịp 4 phách. Chúng ta sẽ thực tập kỹ thuật hot stuff với đảo phách nằm ở giữa phách 3 và phách 4. 1, 2, 3 và 4, 1, 2, 3 và 4, 1. Nguyện xin Chúa hãy kết hiệp mọi người, chúng con nên một. Xin cho chúng con luôn yêu thương nhau như Ngài phán dạy chiều xưa tiệc thánh. Từ nay con quyết nói theo gương Ngài, một đời quên mình vì yêu.
chúng ta thường làm quen với nhịp hai phách như đã học, cách đánh như thế này, nhịp ba phách như thế này và nhịp bốn phách. Nhưng có một vấn đề được đặt ra mà không phải chỉ huy nào cũng biết và quan tâm đến. Đó là, tôi lấy ví dụ, nhịp ba phách có một cái nảy 1, 2, 3. Nhưng 1 là đây hay là nảy xong là 1? Một cái khoảng cách khoảng có một cái nảy thôi, nhưng nó sẽ làm cho nhịp của dàn nhạc thay đổi. Vì vậy cho nên có sự kiện là những nhạc trưởng khi đến với một dàn nhạc lạ không phải của mình luôn luôn cần có giờ để tập. Bởi vì đâu là cuối phách 1? Vấn đề như vậy đã được một nhạc trưởng người Mỹ gốc Do Thái, Leonard Bernstein, một nhạc trưởng rất nổi tiếng, giải quyết bằng cách đưa ra một cái kỹ thuật gọi là đánh nhịp theo mặt phẳng, mặt phẳng chuẩn. Tôi lấy ví dụ, tưởng tượng chúng ta có một cái mặt phẳng nằm ngang đường xương ức của người chỉ huy và tôi đánh nhịp như thế này, 1, 2. Có nghĩa là khi nào cái tay của tôi chạm tới cái mặt phẳng tưởng tượng đó, thì đó là đầu phách 1 và phách 2. Như vậy, nhịp hai phách sẽ là 1, 2, thay vì 1, 2. Khi chúng ta đánh 1, 2 thì không biết đâu là kết thúc của 1 và đâu là bắt đầu của 2. Và từ đó chúng ta có 1, 2 theo kỹ thuật mặt phẳng chuẩn. Hoặc là nhịp 3 phách 1, 2, 3. Nhịp 4 phách 1, 2, 3, 4, vân vân. Như vậy chúng ta luôn luôn bắt đầu một phách bằng cái đầu tiên chạm xuống mặt phẳng chuẩn. Dựa trên kỹ thuật mặt phẳng chuẩn đó, người ta đưa ra một phương pháp đánh đảo phách bằng cách như thế này. 1 và 2, 1, 2, 3, 4, pop, pop, pop. Tức là vẫn là một hình dạng của hot stuff, nhưng dựa trên mặt phẳng chuẩn. Tức là 1, 2, 1, 2. Nếu cần thiết thì thêm một phân phách. 1 và 2, 1. 1 và 2, 1. Để áp dụng kỹ thuật mặt phẳng chuẩn trong đánh đảo phách, chúng ta sẽ thực tập một ví dụ tác phẩm sau đây. Người làm vườn nho, khi chúng tôi sáng tác tác phẩm này, cố tình có một nhịp là đảo phách, một nhịp không nằm xen kẽ nhau cứ như vậy. Cho nên quý vị và các bạn sẽ thấy chúng ta đánh áp dụng hai hình thức đánh nhịp khác nhau. 1 và 2, 1, 2, 1 và 2, 1, 2. Có nghĩa là một nhịp chúng ta đánh với đảo phách và một nhịp đánh bình thường. Xin mời bắt đầu. Một người chủ vườn từ khi sáng sớm đi khắp nẻo đường tìm người làm công, người làm giờ đầu, giờ 3, giờ 9 và giờ 11 vẫn còn tìm thêm. Một ví dụ khác để dùng kỹ thuật mặt phẳng chuẩn trong việc đánh đảo phách đó là tác phẩm Cao Vời Khôn Ví. Chúng ta đã làm quen với một trong số những kỹ thuật đặc biệt của người chỉ huy. Như tôi đã nói lúc đầu, đây là điểm, đây là nét để phân biệt một người chỉ huy được huấn luyện chính quy hay không. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những phần sau.